Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Và trong clip này, Việt Vinh test chất âm của cặp loa mà rất là hiếm. Cặp loa này của hãng Danquist và có model là DS66. Đây là một cặp loa tuyệt hay. Và cái quan trọng nhất là cặp loa này nó rất là hiếm và nó rất là đẹp anh em ạ. Anh em có thể nhìn cái chất liệu gỗ ở phía mặt trước của cặp loa này. Rất là đẹp. Vân gỗ cặp loa này rất là đẹp đúng không anh em, rất là đẹp. Và clip này thì Việt Linh xin test chất âm của cặp loa Danquist DS66. Và xin mời tất cả anh em chúng ta cùng nghe qua chất âm của cặp loa này. Một chất âm rất là hay. Và hiện tại thì Việt Linh đang ghép cùng chiếc âm ly Hellkit AR15 của Mỹ. Trước khi vào phần nghe thì Việt Vinh cũng xin nhắc lại rằng là cặp loa này nó rất là to. Vì vậy trong thời gian dịch Covid đang bùng phát, khoảng cách địa lý khi mà gửi hàng nó rất là khó khăn. Vì vậy anh em nào có thích cặp loa này thì Việt Vinh cũng không gửi được. Cho nên là trong clip này Việt Vinh chỉ test chất âm cho anh em thưởng thức chất âm cặp loa này thôi. Còn khi nào mà dịch giảm xuống thì lúc đấy Việt Vinh sẽ gửi được cho anh em. Còn bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng nghe qua. Anh em vừa nghe qua chất âm của cặp loa Danquist DS66.
Và phần trước mặt này thì là gỗ anh em nhé. Còn đâu tất cả màu bóng piano.